Fly Random Hân hạnh là nhà tài trợ vàng và đồng hành cùng bạn trên hệ thống của Random Football Cách đây vài giờ đồng hồ, Inside United, một trang tin nhỏ trên mạng xã hội chuyên đưa tin về Manchester United tiết lộ rằng hậu vệ Tyra Malaysia hoàn toàn chưa gần ngày trở lại sân cỏ. Tuy nhiên, có điều gì đó vô cùng bí ẩn liên quan đến sự mất tích của cầu thủ người Hà Lan trong nhiều tháng qua mà không ai biết chính xác tình hình là gì. Nhưng thực sự thì chuyện gì đã xảy ra với Tyrell Malaysia? Vào ngày 28 tháng 5 năm ngoái, Manchester United tiếp đón Fulham trên sân nhà trong khuôn khổ vòng hạ màn Premier League. Khi ấy, Tara Malaysia đã đá chính và chơi trọn vẹn trận đấu ở vị trí hậu vệ cánh trái. Sau đó một tuần, tuyển thủ Hà Lan cũng có mặt trên ghế dự bị ở trận chung kết FA Cup gặp Man City, nhưng không có cơ hội được vào sân trước khi kết thúc mùa giải. Kể từ đó cho đến nay, Tara Malaysia vẫn chưa chơi bất cứ trận nào cho Man United hay đội tuyển quốc gia Hà Lan. Trong khi trang chủ manunited.com đã tiết lộ tình hình chấn thương của hậu vệ này vào đầu tháng 12 năm ngoái với dòng tiêu đề Malaysia Injury Update, trong đó nói rằng anh gặp trục trặc ở đầu gối và cũng mới trải qua cuộc phẫu thuật để điều trị dứt điểm. Bài đăng hôm ấy chỉ nói rằng Tyra Malaysia sẽ tái xuất vào năm 2024, nhưng đó là một cập nhật mơ hồ khi không khẳng định rõ thời điểm. Thậm chí là cho đến hôm nay, thời điểm cuối tháng 2, vẫn chưa có bất cứ dấu hiệu nào cho thấy là tuyển thủ Hà Lan sẽ trở lại. Thậm chí việc anh tập luyện cá nhân cũng là điều xa xỉ vào lúc này. Trên thực tế, vào giữa tháng riêng vừa qua, một nguồn tin nội bộ nói rằng Tyra Malaysia đã trở lại tập luyện. Nhưng sau đó, thiểu huấn luyện viên Eric Ten Hag lại cáo lỗi với người hâm mộ khi tiết lộ cậu học trò đồng hương bất ngờ tái phát chấn thương khi mới chỉ xuất hiện trong giai đoạn hồi phục cá nhân bằng việc tập nhẹ. Vì thế, cho đến nay, tình hình chưa thể cải thiện. Theo tờ One Football, có thể là Manchester United đã lơ là trong việc ký hợp đồng với Tara Malaysia khi không phát hiện ra chấn thương đầu gối của anh đã nghiêm trọng từ trước. Đó được coi như lý do chính khiến cho tuyển thủ Hà Lan phải tiêm thuốc giảm đau trong suốt mùa giải 2022-2023 để có thể ra sân. Nhưng giới hạn cũng đi hết khi anh hoàn toàn gục xuống sau trận chung kết FA Cup vào đầu tháng 6 năm ngoái. Sau đó, trong toàn bộ mùa hè, Huấn luyện viên Erik Ten Hag được đội ngũ y tế thông báo về khả năng hồi phục chậm của cậu học trò đồng hương. Nhưng công tác tuyển dụng y ạch chứng kiến Manchester United mượn Sergio Reguilon vào cuối phiên trợ hè. Tưởng đâu Malaysia sẽ tái xuất vào giai đoạn 2 nên Man United trả Reguilon về Tottenham. Nhưng bây giờ thì tình hình lại trở nên tồi tệ hơn trước. Chia sẻ về câu chuyện này, nhà báo Dean Jones, một ký giả chuyên đưa tin bóng đá đỉnh cao ở Anh Quốc cho hay. Việc Malaysia phải lùi thời gian trở lại chắc chắn là một đòn giáng mạnh. Tất cả chúng ta đều nói về áp lực mà Eric Ten Hag thường xuyên phải chịu. Nhưng bạn phải thông cảm cho thực tế rằng ông ấy không bao giờ sẵn có một đội hình đầy đủ cho mình. Tôi biết Malaysia không thực sự là một lựa chọn số một trong đội hình xuất phát. Nhưng thậm chí việc đưa cậu ta vào ghế dự bị thôi cũng là một khó khăn vào lúc này. Theo Mail Online, cầu thủ sinh năm 1999 đã trải qua cuộc phẫu thuật đầu tiên vào tháng 9 sau đó tiếp tục lên bàn mổ một lần nữa vào cuối năm. Điều đó dẫn đến thông báo kể trên của trang chủ manunited.com. Cả hai lần xử lý chấn thương này được cho là dính dáng đến vấn đề bên trong đầu gối. Nó phức tạp đến mức là không ai dám chắc về khả năng hồi phục của cầu thủ này. Lần gần nhất Saira Malaysia xuất hiện trên mạng xã hội là vào ngày 15 tháng 7 năm ngoái với dòng trạng thái có vẻ là không liên quan đến chấn thương. Đó là Baker Carrington kèm theo hình ảnh dạng dỡ như một thanh niên mới lớn cùng với bộ đồ hiệu đắt tiền. Tuy nhiên cho đến nay, anh đã bật vô âm tín, không hề có mặt ở bất cứ đâu, kể cả sân tập hay là phòng phục hồi chức năng. Theo các nguồn tin kể trên, Tyra Malaysia có thể bị vấn đề sụn chêm đầu gối, một dạng chấn thương tương tự tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh của đội tuyển Việt Nam trong quá khứ. Nếu điều này là sự thật, nó sẽ khiến cho hậu vệ người Hà Lan khốn khổ trong hành trình của sự nghiệp. Bởi sụn chêm là cơ quan không thể tái tạo và cực kỳ nhạy cảm cho việc cầu thủ di chuyển sau khi hồi phục. Ngoài ra, một nguồn tin hành lang lại nhắc đến việc Sareal Malaysia có vấn đề ở thanh quản, điều đó khiến anh tuy đã hồi phục chấn thương đầu gối nhưng không thể trở lại sớm. Tuy vậy, thông tin kiểu như thế này chưa được kiểm chứng rõ ràng, chỉ có duy nhất chấn thương đầu gối là từng được Manchester United xác nhận vào cuối năm ngoái, nhưng họ cũng không tiết lộ đó có phải là sụn chêm hay không. Lần gần nhất Malaysia được lên sóng chính là phát biểu của huấn luyện viên Eric Ten Hag trước trận đấu giữa Man United và Luton Town vào cuối tuần vừa qua. Ông nói như sau: Thirrell đã gặp phải những thất bại trong quá trình hồi phục. Cậu ấy mất quá nhiều thời gian. Điều đó không tốt cho bản thân cầu thủ và cả phía đội bóng nữa. Tuy nhiên bây giờ tình hình khá tích cực và chàng trai này dự kiến sớm trở lại sân cỏ. Tôi không nghĩ sẽ mất nhiều thời gian cho việc cậu ấy tập luyện cùng toàn đội một lần nữa. Trong quá khứ, Manchester United từng gặp phải một trường hợp tương tự, đó là Owen Hargreaves, người bị vấn đề chấn thương ở đầu gối dai dẳng đến mức chỉ chơi được một mùa đỉnh cao 2007-2008 trước khi liên tiếp phải nằm viện và ra đi trong sự nuối tiếc của rất nhiều người hâm mộ quỷ đỏ. Bây giờ, điều đó dường như đã lặp lại đối với Sarah Malaysia, mặc dù vẫn có hy vọng về vấn đề tuổi tác sẽ giúp anh vượt qua khó khăn. Tyra Malaysia gia nhập Manchester United theo một bản hợp đồng có giá trị chuyển nhượng là 14,7 triệu bảng. Anh cũng nhận về 75.000 bảng mỗi tuần tại Old Trafford. Nhưng bây giờ thì tình hình thực sự khó khăn. Bất chấp việc trang chủ ManUnited.com vẫn tích cực về khả năng tái xuất của cựu sao Feyenoord, chấn thương liên quan đến sụn chêm là một vấn đề không hề dễ để vượt qua đối với bất cứ cầu thủ bóng đá nào. Quý khán giả vừa theo dõi một sản phẩm của Random Football – hãy cho chúng tôi biết cảm nghĩ của các bạn bằng cách để lại bình luận ở bên dưới nếu hứng thú với video này hãy ủng hộ đội ngũ sản xuất của random football bằng cách nhấn like và subscribe đăng ký theo dõi cũng như bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những video mới nhất trên kênh nhé còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại